hai, chào các bạn đã đến với kênh của Văn. Trong video ngày hôm nay, Văn sẽ chia sẻ cho các bạn 5 bước thực hành luật hấp dẫn. Và đây là như một cái trụ cột của luật hấp dẫn. Từ 5 cái bước này, chúng ta sẽ chia nó ra thành những cái phương pháp nhỏ hơn, như là phương pháp ám thị ngoại vi, phương pháp tự kỷ ám thị, phương pháp ăn mừng trước, phương pháp quên nó đi. Thì những cái phương pháp đó nó đều xuất phát từ 5 bước thực hành luật hấp dẫn này. Và nếu các bạn có thắc mắc vì sao á, các bạn xem ở một số kênh khác á, họ sẽ chia sẻ về 4 bước thực hành, 6 bước thực hành, 7 bước thực hành luật hấp dẫn, 5 bước thực hành luật hấp dẫn. Tại sao nó có nhiều cái kiểu, cái thể loại như vậy? Thì để con giải thích cho các bạn, đó chính là khi các bạn áp dụng luật hấp dẫn á, mỗi con người chúng ta có một cái tần số khác nhau, nên mỗi người của chúng ta sẽ thích hợp với một cái phương pháp áp dụng luật hấp dẫn khác nhau. Có người á, họ thấy 5 bước thực hành luật hấp dẫn á, không phù hợp với họ, chưa đủ đô với họ, thì họ sẽ sinh ra thêm 6 bước, 7 bước. Còn có những người á, họ thấy 5 bước thực hành luật hấp dẫn này dư thừa quá, thì họ sẽ bỏ bớt đi một số bước trong 5 bước, thì còn lại 3 bước, 4 bước. Thì cái cốt lõi ở đây á, các bạn thấy phương pháp nào phù hợp với các bạn á, thì các bạn hãy ứng dụng cái phương pháp đó. Và trong cái chuỗi những cái video chuyên sâu chia sẻ về cách thực hành luật hấp dẫn này á, từ 5 bước thực hành luật hấp dẫn này, Văn sẽ chia sẻ cho các bạn những cái phương pháp. 5 bước thực hành luật hấp dẫn nó khác với phương pháp nha các bạn. Những cái phương pháp đó, nó chỉ là những cái nhánh nhỏ của 5 bước thực hành này, từ 5 bước thực hành này mà nó sinh ra những cái phương pháp thôi. Giống như cái bước thứ nhất đó, cái bước hành động này đó, nó sẽ sinh ra những cái phương pháp như là phương pháp đặt một chân vào cửa. Tới cái bước mà thêm yếu tố cảm xúc này đó, thì nó sẽ sinh ra một cái phương pháp, đó là phương pháp lòng biết ơn. Đó. Tới cái bước cuối cùng đó, là cái bước quên nó đi đó, thì nó sẽ sinh ra phương pháp gọi là phương pháp quên nó đi. Thì đó. Bởi vì sao? Bởi vì có một số bạn thực hành luật hấp dẫn á, cảm thấy 5 bước thực hành này nó dài quá, nó tốn thời gian quá, thì người ta thấy không hợp với người ta, thì người ta sẽ sinh ra những cái phương pháp mà thích hợp với người ta. Chứ là thực hành lòng biết ơn thì chỉ cần biết tới lòng biết ơn thôi. Và mỗi người sẽ có một cái phương pháp thích hợp của riêng mình. Thì từ video này tới những cái video chia sẻ những cái phương pháp thực hành luật hấp dẫn về sau á, thì các bạn hãy xem và thấy cái phương pháp nào mà các bạn cảm thấy phù hợp với mình, thì các bạn hãy chọn cái phương pháp đó để thực hành. Chứ không phải là Văn chia sẻ với các bạn rồi các bạn phải làm hết tất cả mọi thứ Văn chia sẻ với các bạn, như vậy là không đúng. Bởi vì mỗi người chúng ta sẽ có một cái tần số khác nhau, và từ cái tần số khác nhau đó nó sẽ sinh ra là mình hợp với cái những cái phương pháp khác nhau, chứ không ai là giống ai cả. Nên người nào mà chỉ các bạn á, khi thực hành luật hấp dẫn á, phải làm cái này nè, phải làm cái kia nè, như vậy á, luật hấp dẫn nó mới hoạt động, như vậy là không đúng. Mỗi người sẽ có một cái phương pháp thích hợp riêng, và Văn sẽ chia sẻ tất cả những cái phương pháp có trong luật hấp dẫn với các bạn, và các bạn hãy chọn những cái phương pháp nào mà thích hợp với các bạn nhất. Bản thân Văn cảm thấy cái phương pháp tưởng tượng nó thích hợp với mình, cái phương pháp đặt một chân vào cửa nó thích hợp với mình. Đó là những cái phương pháp mà Văn hay áp dụng, chứ Văn sẽ không áp dụng hết tất cả những cái phương pháp có trong luật hấp dẫn đâu. Ok, thì các bạn phải hiểu được 5 bước thực hành luật hấp dẫn này, rồi về những cái video sau á, Văn chia sẻ với các bạn những cái phương pháp như lòng biết ơn, phương pháp tự ám thị, phương pháp ám thị ngoại vi, phương pháp quên nó đi á, thì các bạn sẽ hiểu, Văn sẽ không cần giải thích nữa, bởi vì chúng ta sẽ áp vào cái sườn 5 bước này để chúng ta suy ra những cái phương pháp nhỏ đó. Ok, bước đầu tiên khi các bạn áp dụng luật hấp dẫn để đạt được thứ các bạn muốn á, đó chính là hành động, là action. Tại vì luật hấp dẫn á, trong tiếng Anh á, nó có tên là law of attraction. Trong cái từ attraction, đây nó là từ attraction, law of attraction. Đây là từ, trong gốc của nó đã có cái từ action rồi nè các bạn. Đó, nên cái bước đầu tiên á, khi các bạn vận dụng luật hấp dẫn á, đó là các bạn phải hành động. Chứ không có cái vụ mà các bạn ngồi im, các bạn tưởng tượng mình có một cái xe hơi, rồi từ đâu đó cái xe hơi nó bay xuống, nó thuộc về mình. Cái đó không phải là cách luật hấp dẫn nó hoạt động. Bởi vì bản chất của luật hấp dẫn á, là nó bắt các bạn phải hành động, và hành động hơn cả người bình thường nữa. Hành động nhiều hơn những người bình thường để đạt được thứ mà các bạn muốn. Và lấy ví dụ, bây giờ các bạn muốn mua một chiếc xe hơi, hoặc các bạn muốn mua một căn nhà, thì ít nhất các bạn phải có một cái công việc, và cái công việc đó nó tạo ra thu nhập cho các bạn, và từ cái thu nhập đó các bạn mới có tiền các bạn mua cái xe hoặc mua cái nhà. Thì ít nhất là các bạn đang hành động. Cái việc các bạn đang làm, các bạn đang hành động để các bạn đạt được thứ các bạn muốn. Thì trong bước 1 này ít nhất các bạn phải có một cái hành động nào đó để các bạn đạt được thứ mà các bạn muốn. Ví dụ các bạn muốn mua xe thì các bạn phải có một cái công việc tạo ra tiền, và cái tiền đó dùng để mua xe. Thì cái đó là hành động. Thì đầu tiên, trước hết là các bạn phải hành động để đạt được thứ các bạn muốn.
Từ cái phương pháp hành động này nó sẽ từ cái bước hành động này á, nó sẽ sinh ra những cái phương pháp nhỏ như là phương pháp đặt một chân vào cửa, phương pháp lên kế hoạch. Thì hành động như thế nào? Đó là đầu tiên các bạn tìm một cái công việc đó, là Văn đã chia sẻ với các bạn rồi. Thứ hai á, thì các bạn hãy cái bước hành động này á, các bạn hãy lên một cái kế hoạch là các bạn mua cái xe, ví dụ xe các bạn định mua là có giá là 1 tỷ, thì các bạn hãy lên kế hoạch với cái lương hiện tại á, mỗi tháng á, các bạn để dành bao nhiêu. Mỗi tháng các bạn để dành được 10 triệu thì trong bao lâu các bạn mua được cái xe 1 tỷ đó, thì các bạn hãy lên một cái kế hoạch dài hạn là lương của tôi được 10 triệu một tháng nè đó, mà 1 năm thì tôi để dành được 100 triệu, vậy trong vòng 10 năm tôi sẽ mua được chiếc xe 1 tỷ. Các bạn nghe 10 năm thì nghe cảm thấy nó dài quá, nó mệt quá đúng không? Thì đây là cách luật hấp dẫn nó hoạt động nè. Khi bạn lên cái bản kế hoạch đó rồi á, thì không phải là khi luật hấp dẫn nó đã hoạt động với bạn á, thì nó sẽ rút ngắn cái thời gian 10 năm đó lại. Thay vì bình thường nếu bạn không áp dụng luật hấp dẫn á, có thể là 10 năm bạn mới mua được chiếc xe đó, thì cỡ nào bạn cũng sẽ mua được chiếc xe đó thôi. Nhưng mà khi các bạn áp dụng luật hấp dẫn rồi á, nó sẽ tạo ra cho bạn những cái cơ hội, những cái cơ hội nó gọi là những cái bước nhảy để các bạn đạt được cái xe hoặc cái nhà các bạn mua với cái thời gian được rút ngắn lại, có thể là trong vòng 5 năm, 2 năm, 1 năm. Cái đó là tùy cái luật hấp dẫn nó cho bạn cái cơ hội nào. Ví dụ các bạn đang đi làm, các bạn áp dụng luật hấp dẫn này vô, các bạn gặp cái cơ hội, các bạn ký được một cái hợp đồng kinh doanh lớn, hoặc là các bạn được thăng chức trong công việc, hoặc là hôm đó các bạn xe nó có cái chương trình giảm giá và các bạn mua được với chiếc xe giá rẻ, cực kỳ rẻ đó, thì đó là luật hấp dẫn nó sẽ cho bạn những cái cơ hội để các bạn có thể rút ngắn được cái kế hoạch của mình lại. Ví dụ 10 năm thì nó rút ngắn lại còn 5 năm, 2 năm, 3 năm đó. Đó là cái cách mà luật hấp dẫn nó hoạt động đó. Thì dù sao đi nữa thì ít ra các bạn cũng phải có một cái hành động nào đó, chứ không phải là ngồi yên một chỗ rồi tự nhiên nó tới với bạn. Đó là cái bước đầu tiên mà muốn chia sẻ với các bạn, đó là hãy hành động để đạt được cái mục tiêu mà các bạn muốn, và luật hấp dẫn nó sẽ rút ngắn cái thời gian lại cho bạn. Đó là cách mà luật hấp dẫn nó hoạt động. Ok, bước thứ nhất rồi nha, các bạn hãy tìm một cái công việc để làm, để hành động, để đạt được thứ mà mình muốn, rồi lên một cái kế hoạch từ cái công việc đó, lên một cái bản kế hoạch trong vòng bao lâu tôi sẽ đạt được cái thứ mà tôi muốn, rồi việc còn lại hãy để luật hấp dẫn lo. Ok, bước thứ hai đó chính là các bạn phải tịnh tâm khi các bạn thực hành luật hấp dẫn. Thì bước này nó sẽ nối liền với những cái bước sau, nó sẽ có mối liên quan với những bước sau. Nên đầu tiên á, khi các bạn vào các bạn thực hành luật hấp dẫn á, các bạn phải tịnh tâm. Thì tại sao các bạn phải tịnh tâm? Bởi vì á, con người của chúng ta trong một ngày á, có tới trong một ngày á, có tới 70.000 luồng suy nghĩ nó xuất hiện trong đầu của chúng ta, và mỗi cái luồng suy nghĩ đó nó đều đang hấp thu, nó đều đang thu hút những thứ mà bạn suy nghĩ về với bạn. Những cái người mà hay suy nghĩ tiêu cực á, thì họ chỉ thu hút những cái điều tiêu cực tới với mình, những cái điều xui xẻo trong cuộc sống tới với mình. Những cái người lúc nào cũng lạc quan vui vẻ, họ luôn thu hút những cái điều may mắn tới với mình. Thì thật ra luật hấp dẫn nó luôn hoạt động xung quanh chúng ta mà chúng ta không biết, chúng ta không để ý thôi. Các bạn để ý các bạn cũng sẽ thấy là những người họ luôn nói tiêu cực, họ luôn gặp xui xẻo. Các bạn lên Facebook các bạn xem những người mà hay than vãn trên Facebook á, thì họ luôn gặp những cái điều xui xẻo, điều tiêu cực ngoài cuộc sống á. Còn những người lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, lúc nào cũng suy nghĩ tích cực á, thì họ lúc nào cũng gặp những cái điều may mắn trong cuộc sống. Thì đó, một ngày của chúng ta có 70.000 luồng suy nghĩ, đó là con số trung bình, và chúng ta đang thu hút 70.000 thứ về với mình trong vòng một ngày. Thì cái mà thứ các bạn muốn á, ví dụ các bạn muốn thu hút một chiếc xe hơi đi, thì nó chỉ là một cái luồng suy nghĩ trong 70.000 luồng suy nghĩ này mà thôi. Thì để các bạn thực hành luật hấp dẫn á, mà đạt hiệu quả cao á, thì trước khi đi vào cái bước mà hình dung tưởng tượng ở bên đây á, thì các bạn hãy làm một cái công việc đó là tịnh tâm. Tịnh tâm nó dễ lắm các bạn. Các bạn có thể tịnh tâm bằng cách thiền, nhưng mà để dễ hơn nữa, các bạn không cần phải thiền, mà các bạn chỉ cần trước khi các bạn bước vào cái bước mà hình dung tưởng tượng này á, các bạn hãy hít thở bằng bụng khoảng 20 nhịp, hít thở bằng bụng, hít thở sâu bằng bụng 20 nhịp. Thở ra, hít vào rồi các bạn thở ra. Thì sau khi khoảng 20 nhịp thở á, các bạn thấy đầu óc của mình nó trống đi. Và nó không còn kiểu nó bình tĩnh, nó bình an đi, nó tĩnh tâm lại, nó không còn nhiều cái suy nghĩ ở trong đầu nữa. Các bạn hãy thử, các bạn dừng video này, các bạn hít thở trong vòng 20 nhịp, các bạn sẽ cảm thấy sau khi hít thở, đầu óc của mình nó khác hoàn toàn so với khi trước khi mà các bạn hít thở. Đó.
đó là cái bước tĩnh tâm này. Khi các bạn hít thở, cái luồng suy nghĩ này nó sẽ được loại bỏ bớt đi. Và khi các bạn bước vào cái bước thứ ba, cái bước tưởng tượng á, thì nó sẽ làm cái bước thứ ba này nó tăng cái hiệu quả của cái việc tưởng tượng hơn. Tại vì thay vì não của các bạn đang tập trung vào tưởng tượng rất là nhiều thứ, thì bây giờ các bạn loại bỏ bớt nó đi rồi á, thì các bạn nhảy vào cái bước tưởng tượng này á, não của bạn á, nó chỉ tập trung vào cái thứ mà các bạn muốn thu hút thôi. Đó, thì trước khi bước vào cái bước tưởng tượng này á, thì các bạn hãy hít thở khoảng 20 nhịp đó, để chúng ta tĩnh tâm lại, chúng ta loại bỏ những cái luồng suy nghĩ không cần thiết đi. Ok, đó là bước thứ hai, đó là tĩnh tâm. Và vô cái bước thứ ba, đó là tưởng tượng. Thì các bạn á, các bạn muốn thu hút cái gì á, thì các bạn hãy tưởng tượng, các bạn hãy dành thời gian để tưởng tượng về nó, tưởng tượng về cái thứ mà bạn muốn. Ví dụ bạn muốn chiếc xe hơi á, thì các bạn hãy sau khi các bạn hít thở 20 nhịp thì các bạn hãy nhắm mắt lại, các bạn tưởng tượng về cái chiếc xe hơi của các bạn. Cái chiếc xe hơi của các bạn á, tưởng tượng ra nó có màu sắc gì, nó là chiếc xe hơi hiệu gì, giá nó bao nhiêu tiền, cái âm thanh của chiếc xe hơi nó như thế nào. Thì các bạn hãy tưởng tượng ở trong đầu về cái chiếc xe hơi đó. Thì lúc tưởng tượng á, các bạn đang giống như trong cái phim mà The Secret á, thì nếu các bạn có coi phim đó thì các bạn sẽ biết họ sẽ dùng cái từ là các bạn đang gửi một cái thông điệp lên vũ trụ và vũ trụ sẽ hồi đáp cái thông điệp đó về với bạn. Thì cái bước tưởng tượng này á, là các bạn đang gửi một cái thông điệp lên vũ trụ là tôi muốn cái chiếc xe hơi đó, hãy gửi cho tôi cái chiếc xe hơi đó. Thì đó là cái bước tưởng tượng này. Thì các bạn hãy trong cái bước tưởng tượng này á, các bạn hãy làm giàu cảm xúc. Các bạn ngồi xuống, các bạn tưởng tượng về cái chiếc xe hơi của mình á, thì đó là cái bước tưởng tượng rồi nha. À, có một số bạn hỏi Văn á là mình phải tưởng tượng trong bao lâu, cái thời gian tưởng tượng trong bao lâu là đủ. Thì Văn trả lời với các bạn á, các bạn tưởng tượng trong bao lâu cũng được. Các bạn chỉ cần tưởng tượng, có tưởng tượng là được. Mà cái việc tưởng tượng của các bạn á, nó phải càng cụ thể, càng chi tiết càng tốt. Thì cụ thể chi tiết như thế nào á, chúng ta sẽ qua cái bước thứ tư. Đó là cái bước đưa yếu tố cảm xúc vào trong việc tưởng tượng. Thì đưa yếu tố cảm xúc trong việc tưởng tượng, đưa yếu tố cảm xúc vào trong việc tưởng tượng như thế nào á, thì Văn đã có làm một cái video chia sẻ cho các bạn về cách đưa yếu tố cảm xúc vào trong tưởng tượng, 4 cách đưa yếu tố cảm xúc vào trong tưởng tượng. Thì các bạn hãy search cái video mà làm giàu cảm xúc á, trong luật hấp dẫn á, thì các bạn sẽ thấy cái việc đưa yếu tố cảm xúc vào trong tưởng tượng này. Thì cái chức năng của cái việc đưa yếu tố cảm xúc này á, là nó để tăng tốc cái quá trình mà các bạn thu hút được, thu hút cái thứ mà bạn muốn về với bạn. Thì các bạn tưởng tượng thôi, thì nó chỉ mới là gửi một cái thông điệp vô vũ trụ là bạn muốn cái chiếc xe hơi đó. Thì ok, vũ trụ sẽ cho bạn là cái chiếc xe hơi đó, nhưng mà bao lâu, trong thời gian bao lâu thì chúng ta không biết. Nhưng mà có một cách để làm nhanh cái thời gian đó, đó chính là đưa yếu tố cảm xúc vào trong việc tưởng tượng của mình. Thì cái bước này sẽ là bước tăng tốc cho cái việc mà bạn thu hút cái thứ mà bạn muốn về với bạn. Có nhiều người áp dụng luật hấp dẫn mà nó xảy ra rất là lâu, vẫn đạt được thứ mà họ muốn nhưng mà nó xảy ra rất là lâu, bởi vì họ chưa biết cách đưa yếu tố cảm xúc vào trong việc hình dung tưởng tượng của mình, nên cái việc thu hút vật mà họ muốn á, nó tới nhưng mà tới rất là lâu. Đó là thiếu cái yếu tố cảm xúc này. Yếu tố cảm xúc này nó rất là quan trọng. Trong tiếng Anh nó gọi là emotion. Cảm xúc là emotion. Emotion nó có nghĩa là energy in motion. Emotion là energy in motion. Energy in motion nó có nghĩa là năng lượng trong trạng thái chuyển động. Và các bạn cũng biết, các bạn xem theo dõi kênh của Văn lâu, các bạn sẽ biết là năng lượng chính là nguồn gốc của luật hấp dẫn. Và cái yếu tố cảm xúc này nó chính là energy in motion, năng lượng trong trạng thái chuyển động. Thật ra cảm xúc của chúng ta là một nguồn năng lượng rất là dồi dào các bạn. Khi các bạn đạt được tới cái độ, cái cảm xúc của mình dâng cao tới cái độ mà nhất định đó, các bạn sẽ làm được mọi thứ. Các bạn sẽ làm được những thứ mà các bạn tưởng chừng là mình sẽ không thể làm được. Nhưng mà khi các bạn đạt được tới mà cái ngưỡng cảm xúc cao đó, thì các bạn có thể làm được mọi thứ mà các bạn không ngờ là mình có thể làm được. Thì đó là cái yếu tố tưởng tượng này. Ồ, cái yếu tố cảm xúc này, thì đây là cái mà bạn sẽ quyết định là bạn thu hút cái gì về với mình. Thì đây là cái bước tưởng tượng. Còn cái bước mà cái việc mà bạn thu hút nhanh hay chậm á, nó nằm ở chỗ là bạn đưa cái cảm xúc của mình vào cái việc tưởng tượng là nhiều hay ít đó. Và bước cuối cùng đó chính là quên nó đi. Thì khi các bạn tưởng tượng á, các bạn tưởng tượng xong cái chiếc xe hơi đó, xong kết thúc cái thời gian tưởng tượng của mình á, thì các bạn hãy quên hết tất cả đi, quên mọi thứ đi. Thì đó là cái bước quên nó đi, quên đi những thứ mà bạn mong muốn á. Thì nó hơi mâu thuẫn đúng không? Tại sao các bạn áp dụng luật hấp dẫn là muốn thu hút nó, nhưng mà tới cái bước quên nó đi này lại bắt mình phải quên cái thứ mà mình muốn thu hút vậy?
nó hơi rắc rối ha. Thì tại cái bước này á, có một thật sự cái tên của nó là quên nó đi, nó sẽ gây ra rất là nhiều nhầm lẫn cho mọi người. Nhưng mà trong rất nhiều sách thì người ta gọi nó là quên nó đi, thì nó tên là quên nó đi vậy thôi. Thì để Văn làm rõ cái bước này á, không nhất thiết các bạn phải quên nó đi, các bạn chỉ cần quên nó đi á, có hai trường hợp sẽ xảy ra khi các bạn áp dụng luật hấp dẫn. Trường hợp thứ nhất á, khi các bạn cảm thấy, khi các bạn nghĩ tới cái mà chiếc xe hơi hoặc nghĩ tới căn nhà mà bạn mơ ước, các bạn cảm thấy vui thì các bạn không cần áp dụng cái phương pháp quên nó đi này. Nhưng mà khi các bạn áp dụng luật hấp dẫn, các bạn nghĩ tới cái xe hơi đó mà các bạn có những cái suy nghĩ như là tại sao mình không có, tại sao lâu quá mình không có được chiếc xe hơi này, mình làm tới bao giờ mình mới có đủ tiền mua cái xe hơi này, mình áp dụng luật hấp dẫn mà tại sao mà áp dụng lâu rồi mà không có thu hút được chiếc xe hơi về với mình hết. Khi các bạn có những cái suy nghĩ tiêu cực như là tại sao luật hấp dẫn nó không hoạt động với mình, thì bạn đang thu hút cái luồng suy nghĩ, các bạn đang thu hút đúng với các bạn, đúng với thứ mà các bạn đang suy nghĩ đó. Nếu bạn suy nghĩ luật hấp dẫn không hoạt động với các bạn thì luật hấp dẫn nó sẽ không hoạt động với bạn, bởi vì bạn đang yêu cầu là luật hấp dẫn không hoạt động với mình, thì luật hấp dẫn nó hiểu là bạn đang yêu cầu luật hấp dẫn không hoạt động với bạn. Thì đó là cái lý do vì sao á, lại có cái phương pháp quên nó đi này. Bởi vì một số bạn áp dụng luật hấp dẫn và khi các bạn nghĩ tới cái thứ mà bạn muốn thu hút thì các bạn lại sinh ra những cái suy nghĩ tiêu cực. Thì những cái suy nghĩ tiêu cực đó nó làm cản trở cái việc bạn thu hút đi, thì nó mới sinh ra cái bước cuối cùng là quên nó đi. Và quên nó đi ở đây á, không phải là quên nó đi 100%, quên nó đi hoàn toàn. Bởi vì chúng ta là con người bình thường, chúng ta không thể nào quên một thứ đi, quên một thứ mà quên 100% được. Quên nó đi thực chất chỉ là khi các bạn nghĩ về cái thứ mà bạn muốn thu hút, các bạn biết à, mình đang suy nghĩ tiêu cực nè, mình đang không vui nè, thì các bạn không suy nghĩ nữa, các bạn sẽ suy nghĩ về một chuyện khác. Thì đó là cái cách quên nó đi, chứ không phải là tự nhiên nói quên nó đi là quên nó đi hoàn toàn 100%. Chỉ là bạn ít nghĩ về nó lại, bởi vì mỗi lần bạn nghĩ về đó lại có cảm xúc tiêu cực, mỗi lần bạn nghĩ về nó bạn có cảm xúc tiêu cực. Thì cái kết luận ở đây á, quên nó đi thì thực chất là ít nghĩ về nó lại, chứ không phải là quên nó đi 100%. Và có hai trường hợp xảy ra như Văn đã giải thích với các bạn á. Nếu các bạn nghĩ về cái thứ mà bạn muốn thu hút, các bạn cảm thấy vui thì ok, các bạn không cần áp dụng cái phương pháp quên nó đi này. Nếu các bạn áp dụng, nếu các bạn nghĩ về thứ mà các bạn muốn mà các bạn, cái cảm xúc của các bạn là cái cảm xúc nghi ngờ, cái cảm xúc tiêu cực, cái cảm xúc không vui, thì các bạn hãy đừng nghĩ về nó nữa, hãy nghĩ về một cái chuyện khác. Đó là cái cách đúng khi các bạn áp dụng phương pháp quên nó đi này. Thì đó là 5 bước thực hành luật hấp dẫn. Các bạn có thể bắt đầu từ 5 bước này và các bạn thực hành để các bạn thu hút những thứ mà các bạn muốn về với bạn. Thì cái thời gian tốt nhất để các bạn thực hành luật hấp dẫn đó chính là vào thời điểm trước khi các bạn đi ngủ và ngay sau khi các bạn thức dậy. Bởi vì đó là hai cái thời điểm chuyển giao giữa ý thức và tiềm thức. Khi các bạn bắt đầu các bạn vô giấc ngủ á, thì ý thức bắt đầu ngừng hoạt động và tiềm thức bắt đầu hoạt động. Thì đó là cái thời gian thích hợp để các bạn thực hành luật hấp dẫn, để các bạn đưa những cái hình ảnh này vào trong tiềm thức của mình. Tiềm thức nó sẽ hoạt động hiệu quả hơn là ý thức, nó sẽ thu hút những thứ mà bạn muốn nhanh hơn là ý thức. Và khi các bạn thực hành trước khi các bạn đi ngủ, có thể nó sẽ đi vào trong giấc mơ của các bạn. Và khi những cái hình ảnh đó nó hiện ra trong giấc mơ của các bạn, thì cái khả năng cao bạn sẽ thu hút được điều mà bạn muốn về với bạn. Các bạn cũng thấy là nhiều người họ mơ và nó trở thành hiện thực. Thì đó cũng là cái cách mà luật hấp dẫn nó hoạt động. Các bạn trước khi các bạn đi ngủ thì các bạn tưởng tượng về nó sẽ dễ đi vào giấc mơ của mình hơn. Còn ngay sau khi thức dậy, ngay sau khi các bạn thức dậy, các bạn áp dụng cái phương pháp này á, thì ngay sau khi thức dậy á, nó là cũng là cái thời điểm chuyển giao giữa tiềm thức trả lại cái nhiệm vụ cho ý thức, thì nó sẽ là một cái thời điểm chuyển giao đó. Thì khi các bạn áp dụng luật hấp dẫn thì nó cũng sẽ dễ đi vào cái phần tiềm thức của mình hơn. Thì đó là hai cái thời điểm mà các bạn áp dụng luật hấp dẫn mà nó hiệu quả nhất. Và trong bao lâu á, thì tùy mọi người, tùy vào cái độ chi tiết, cái độ tưởng tượng của mọi người, thì sẽ có người thực hành nhanh, thực hành chậm. Thì trung bình là các bạn có thể thực hành từ khoảng 10 phút là đủ. Đầu tiên á, các bạn hãy hít thở khoảng 20 nhịp, xong các bạn hãy tưởng tượng về thứ mà các bạn muốn. Trong cái quá trình tưởng tượng, hãy đưa thêm yếu tố cảm xúc vào trong quá trình tưởng tượng. Và sau khi tưởng tượng á, các bạn cứ thoải mái, các bạn quên nó đi. Nếu các bạn cảm thấy mà mỗi lần mình suy nghĩ về nó mình cảm thấy tiêu cực thì bạn hãy quên nó đi. Còn khi các bạn suy nghĩ về thứ mà bạn muốn mà các bạn cảm thấy vui ấy, thì các bạn hãy cứ suy nghĩ, cứ nghĩ về nó, bởi vì nó làm cho mình vui mà, đâu có gì phải tiêu cực, phải quên nó đi, đúng không?
thì đó là 5 bước thực hành luật hấp dẫn. Và Văn biết là sẽ có một số bạn á, cái khả năng tưởng tượng này rất kém. Khi mà các bạn có cái khả năng tưởng tượng kém á, các bạn sẽ không thể thực hiện cái 5 bước này, nên sẽ có những cái phương pháp khác thích hợp cho bạn. Thì Văn sẽ chia sẻ trong những cái video tiếp theo về những cái phương pháp thực hành luật hấp dẫn để các bạn chọn cái phương pháp thích hợp nhất cho mình. Và nếu các bạn có quan tâm về luật hấp dẫn á, thì có thể nhấn vào nút đăng ký và cái chuông bên cạnh để có thể nhận những video tiếp theo của Văn về luật hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã xem video tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.